Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn các các ảnh trong Bogan Boy Nếu trong một hình ảnh á Các bạn chúng ta chỉ muốn là lấy một vùng ảnh nào đó mà thôi Còn các vùng ảnh khác á Các bạn chúng ta không muốn lấy Thì các bạn chúng ta hãy cắt ảnh đi Thì để cắt ảnh trong Bogan Boy á Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn ba cách Cách đầu tiên là Cắt ảnh theo tùy chọn Cách thứ hai là Cắt ảnh theo hình vẽ Và cách thứ ba là Cắt ảnh theo tỷ lệ rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn trường hợp đầu tiên tức là các ảnh theo tùy chọn rồi giả sử như ở đây tôi có một hình ảnh ở đây á tôi chỉ muốn là lấy vùng ảnh chứa cây dừa và cái thuyền mà thôi thì tôi sẽ cắt ảnh theo tùy chọn cách làm như sau này đầu tiên á tôi sẽ chọn vào hình ảnh mà tôi muốn cắt tiếp theo ở đây tôi sẽ chọn vào tab format sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào crop các bạn chúng ta sẽ bấm vào mũi tên chỉ xuống ở một crop này và các bạn chúng ta sẽ chọn vào thì chọn đầu tiên Đó là crop Đó khi tôi chọn vào crop á Thì lúc này Ở trong bức ảnh á Nó sẽ xuất hiện các đường kẻ màu đen Ở bốn góc Và bốn cạnh Đó Giả sử như ở đây Tôi chỉ muốn là Lấy vùng ảnh trước cây dừa Và cái thiền Thì ở đây này Tôi sẽ rơi chuột vào Đường kẻ màu đen Đó, Tôi kéo vào Loại bỏ các vùng ảnh mà tôi không muốn lấy Thì cái vùng ảnh mà tôi muốn lấy á nó sẽ có màu sáng còn vùng ảnh mà tôi lại bỏ nó sẽ có màu xám như thế này đó bây giờ tôi sẽ kéo đó. kéo sát vào rồi đây tôi sẽ ra chuột vào cái đường kéo màu đen ở cạnh này tôi kéo đó đây là vùng ảnh mà tôi muốn lấy sau đó tôi sẽ bấm chuột ra ngoài thì lúc này á nó sẽ cắt vùng ảnh mà tôi muốn lấy nè rồi nếu mà các bạn chúng ta muốn chỉnh sửa thì ở đây á các bạn chúng ta sẽ bấm vào undo này hoặc là các bạn bấm tổ phím là cần z để quay lại nha rồi các bạn chúng ta sẽ chỉnh sửa lại rồi đúng vùng ảnh mà các bạn muốn lấy rồi thì các bạn chúng ta sẽ bấm chuột ra ngoài đó nó sẽ cắt nha đây là cách đầu tiên tức là các ảnh theo tùy chọn rồi bây giờ tôi sẽ undo quay trở lại để cho bức ảnh quay về trạng thái lúc ban đầu tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai là cắt ảnh theo hình vẽ. Rồi giả sử như đây, tôi muốn là cắt hình ảnh này theo hình trái tim, thì tôi sẽ làm như sau này. chọn vào hình ảnh mà tôi muốn cắt. Tiếp theo ở đây, tôi sẽ vào tab format. ở một crop á, tôi bấm vào mũi tên chỉ xuống. và đây á, tôi sẽ chọn vào cái dòng là crop, tôi xếp. Tiếp theo ở đây, tôi sẽ chọn vào hình trái tim. thì lúc này á, hình ảnh của tôi nó sẽ cắt theo hình trái tim Còn nếu mà các bạn chúng ta muốn là Cắt ảnh theo hình khác á Thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào nha Rồi giả sử như đây Tôi muốn là cắt ảnh theo hình này này, Tôi chọn vào Thì lúc này á Hình ảnh của tôi Nó sẽ Cắt đúng hình Mà tôi đã chọn Đó Ở đây có rất là nhiều hình ảnh Các bạn có thể là Lựa chọn hình ảnh nào Mà các bạn muốn cắt Giả sử như đây Tôi sẽ cắt theo hình ngôi sao này Đó rồi đây là cách cắt thứ hai, tức là cắt ảnh theo hình vẽ. Rồi bây giờ tôi sẽ đưa quay trở lại để cho hình ảnh quay về trạng thái lúc ban đầu. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cắt số 3, đó là cắt ảnh theo tỷ lệ. Rồi, để cắt ảnh theo tỷ lệ á như là 23 hoặc là 34 thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau này, chọn vào hình ảnh. Tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab format sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào mũi tên chỉ xuống ở một crop. Rồi để cắt ảnh theo tỷ lệ á thì ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào aspect ratio này. Ở đây á nó có ba tùy chọn hình vuông này, nếu mà các bạn muốn cắt theo hình vuông theo tỷ lệ 1:1 thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào Bocha tức là khổ dọc, khổ dọc nó có các tỷ lệ như sau này, 23, 34, 35, 45. Còn landscape tức là khổ ngang nó có tỷ lệ như là 32, 43, 53 vân vân. Đó, nếu mà các bạn chúng ta muốn là các hình ảnh này theo tỷ lệ khổ dọc, khổ ngang hoặc là hình vuông thì các bạn chúng ta sẽ chọn tương ứng nha. Giả sử như ở đây, tôi muốn là các ảnh này theo khổ dọc theo tỷ lệ là 34 thì tôi sẽ chọn vào này. Đó nó sẽ cắt ảnh của tôi theo khổ dọc theo tỷ lệ 34 Bấm ra ngoài thì nó sẽ cắt nha. Rồi bây giờ tôi muốn là cắt theo tỷ lệ khác, tôi sẽ lưu quay trở lại. Chọn vào ảnh này và tắt format Crop. rồi đây tôi sẽ cắt theo tỷ lệ ngang là 43 này đó thì nó sẽ cắt nha đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn Cắt các, các ảnh trong Bowen nếu thấy video hay hiểu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi